Xin chào cả nhà, đây là cái vườn cây của Trây nè. Trây có hoa giấy, hoa tóc tiên nè, như đúng không ta? Cây nhãn nè, cây hồng nè, bốn cái cây ớt, tại Trây trước thích ăn ớt luôn, và cây tắc nè. Và đây là cái hoa như cỏ dại sao đó, rất là đẹp luôn, người ta trồng ở ngoài, hai Trây hái về Trây trồng. Còn đây là ở trên cái vườn này, là vườn sen đá của Trây, thì Trây mới lại làm cái vườn của mình để cho cái sen đá của Trây nó thông gió đó. Tại vì cái sen đá nếu mà muốn nó sống tươi tốt mà khỏe mạnh đó, là mình cần để cho cái air nó flow, cho nó air, cho cái không khí nó điều hòa đó, và nó có nắng nữa. Và tại vì do cái khu ban công của Trây nó hơi có một số chỗ nó hơi bị tối á, cho nên nó sẽ không có đủ ánh sáng, cho nên Trây phải dùng cái đèn UV light á để nuôi dưỡng nó. Mà thật sự là dùng cái đèn UV light cái màu nó lên đẹp hơn so với lại cái ánh nắng bình thường. Thì cái ánh nắng bình thường thì cái màu nó như vậy nè, cái màu sắc nó không có được lên màu đẹp á, tại vì thường thường mùa đông á thì cái sen đá nó lên màu đẹp hơn, còn những cái mùa khác thì nó sẽ trở lại thành cái màu bình thường của nó, hoặc là mình nuôi dưỡng mình cho nó nước nhiều quá thì nó cũng sẽ lười, nó sẽ cũng không lên màu. Cho nên nuôi cái sen đá này là phải hiểu ý nó, hiểu ý từng em luôn, và lúc nào cũng phải chăm sóc các em hết. Những cái nhiều khi lâu lâu á Trây mà bận lo công việc bên bánh á thì Trây không có thời gian để chăm sóc các em, nhưng mà may mắn là tại các em này nó chỉ là giống như là mỗi 2 tuần hoặc là 4 tuần Trây mới tưới nước, tùy theo cái mùa. Mùa đông thì là 4 tuần, nhưng mà mùa hè là có thể là 1 tuần hoặc 2 tuần, cho nên ít ra Trây cũng sẽ có thời gian cho chăm sóc nó. Thì Trây sẽ lấy đi những cái lá khô để cho nó đừng có bị ẩm ướt á, để cho đừng lên mốc. Và cái thứ hai nữa là coi coi các em, coi các em nào thiếu nước, tại có một số cây nó cần uống nước nhiều á, cho nên Trây phải cho nó nước thêm. Hoặc là những cái cây nào mà Trây cảm thấy là nó sống được tới tới 4 tuần á thì Trây sẽ cho nó tới 4 tuần Trây mới tưới luôn. Cho nên không phải là em nào Trây cũng sẽ tưới mỗi tuần đâu, có khi là 2 tuần và có khi là 4 tuần luôn, tùy loại cây. Mà mấy cái cây này là Trây sưu tập tất cả nơi ở trên ở trong vùng Sydney nha, là tất cả nơi Trây đều đi hết. Có một lần Trây đi nguyên một ngày trời luôn, từ 7 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều Trây về đó, cho nên Trây đi vòng vòng Trây mua. Và nói chung là đây là những cái collection mà Trây đã có, và Trây rất là yêu các em này luôn đó.